My đã tới khu di tích Lam Kinh rồi nha mọi người. Đây là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Đây là khu du lịch Lam Kinh, nghĩa là đền thờ sụt lở thì đến năm 95 nhà nước ta mới cho ốp xung quanh, vẫn để nguyên cái lớp gạch bồ ấy và cho ốp bằng đá ở bên ngoài. Vâng, đúng rồi, để gia cố cho mộ phần. Dạ, dạ, phía trước của mộ đấy ạ. Xin mời các anh chị chúng ta hướng về phía trước mộ phần một chút. Có các tượng quan hầu, bốn đôi sông đá là để trực trách, tức là để trông coi và bảo vệ cho cô đăng mộ. Vâng, vị trí sát đăng là tượng quan hầu, bên tài là quan văn và bên hữu là quan võ, đều đứng trong tư thế là đang trầu hai tay chấp ở trước ngực. Kế tiếp là nghê, tê giác, ngựa và cuối cùng là tượng hồ. Em mời chị chúng ta di chuyển dần ạ. Điều đặc biệt là tất cả tượng quan hầu định vật bé nhỏ phía trước này đi lại tuyệt đối ạ, 595 rồi. Tức là sau khi vua mất có các tượng quan hầu định vật bé nhỏ rất vùng ngàn thu của ngài. Nhưng có bốn tượng voi rất là lớn quỳ phục trước lăng mộ của vua Xuyên trong cùng đi lại nhé. Dạ, và bốn tượng voi là được nhân dân cung kính ạ. Bốn tượng voi là được nhân dân cung tiến vào thế kỷ 20, đó là độ phú trong hàng cha về giàu có lắm như những buôn con trai. Được cung tiến bốn tượng voi trồng hai cái lông não là để cầu con trai. Dạ, rất là đơn giản, rất giản dị. Vâng ạ. Các với trường nhà Nguyễn đúng không ạ? Dạ. Và đây là cây ổi cười trong lăng mộ vua Lê Lợi đấy ạ. Cây ổi cười này linh thiêng và thú vị lắm. Em mời chị và cháu đến đây trải nghiệm cây ổi cười rất là linh thiêng và thú vị này. Vâng. Đây thì mẹ đây là một lần thơ của mẹ như thế này giới thiệu cho mỗi người cây ổi cười luôn luôn như thế nào và những lăng ông như thế nào. Vâng, đúng rồi ạ. Đây, ta cứ xoa thế này thôi chị. Chúng ta theo dõi trên đầu lá. À, bà, chị ơi, chị ơi.
Đúng rồi, chúng ta cứ xoay như thế. Chị thấy điều kỳ diệu gì xảy ra trên đầu lá không? Cái rung cái giật trên đầu lá đó là cái thần của cây ổi, là hiện tượng cười của cây ổi. Khi mà chúng ta dừng tay một cái là thôi luôn, mời cháu. Cháu lại trải nghiệm cụ ổi đi, đầu xuân năm mới. Xin cụ ban phước lành này, may mắn sức khỏe này. Cháu cứ xoay như thế này thôi. Đấy, cháu xoa xoa bằng ngón tay trỏ như thế này. Đấy, đấy, cháu thấy chưa, cái đầu lá đang rung lên đấy. Hoặc là chúng ta dùng bàn tay của mình cầm vào cành ổi này cháu này. Sau đó những nghiêm trang nhắm mắt tĩnh tâm thì bỗng mình sang một cái trạng thái rất là khác lạ, như ngồi trên thuyền trên máy bay. Cảm giác lâng lâng trao đảo kỳ diệu lắm. Nhưng mà chúng ta rất là tĩnh tâm nhá. Cảm nhận được. Chị thử coi. Vâng. Đầu xuân năm mới ta cứ hãy trải nghiệm đủ để cả năm ta được cười. Cả năm vui vẻ. Đây là cây ổi cười đó mọi người. À, rồi con bắt lại con cảm nhận đi. Mì vừa giới thiệu cho mọi người xem trong cái khu di tích Lam Kinh có mộ lăng của ông Lê Thái Tổ. Bây giờ mì sẽ tiếp theo cái chuyến hành trình siêu việt của mì, thì tới đâu mì sẽ review cho mọi người xem nhé các bạn mọi người.